cờ tướng tinh hoa, được phát triển bởi Học Cờ Tướng Online. Luôn đi trong đam mê, cùng cộng đồng cờ tướng Việt Nam. Xin kính chào quý vị và các bạn yêu cờ. Trong video ngày hôm nay, kênh Cờ Tướng Tinh Hoa sẽ gửi tới các bạn phần bài bản về vận hành trong khuôn khổ vòng thi thứ 3, giải cờ tướng Bích Quý Viên Bôi mùa giải năm 2021, trận lượt về danh thủ Trịnh Huy Đồng, cờ mền đỏ Lý Tiên và danh thủ Triệu Hâm, cờ mền đen. Xin kính mời các bạn cùng đón xem. Chi chi Chiến sĩ. Chiến sĩ. Chiến sĩ. Chi. Chi. Chiến sĩ. Chi. Chi.
将军。Và tiếp theo sau phân cờ mã 2 tiến 3 đến từ danh thủ số 2 Trung Quốc, Trịnh Huy Đông thì trong thực chiến của Trần Cơ, danh tướng Triệu Hâm đã buông cờ xin thua sau hình cờ trên. Các bạn thử ngay đánh tiếp màn chạy xe đi, thì bên đỏ đơn giản cho tiến xe chiều ngay. F pháo thu về và phương án cờ bật pháo qua, bên đỏ đã ưu thế ngay. Như vậy kênh Cờ Tướng Tinh Hoa vừa gửi tới các bạn phần biên bản về bản đấu trên. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn.